nam đẹp nhất thế giới. Được gọi là Garu, nghĩa là sương mù. Đã vinh dự chiếm giải cao nhất và nghệ sĩ cảm ơn là một những người được góp phần thành công cho chương trình. Mà báo cấp, phải không? Rồi sau này khá dần mà lúc nào cũng nhớ đến nhau những cái kỷ niệm rất là đẹp. Bạch có thể lên đây không? Anh nhảy đi anh. Đóng vai họa sĩ. Đã hát một đoạn thôi nha anh nha. Vâng. Hay quá. We can't be trusted.